Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ gấp gáp chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một ngày tốt trong cái tháng 2 để chúng ta có thể lập mái, thả đòn tay hoặc là thượng lương hoặc là lên tầng lộc. Thì vì cái ngày hôm nay nó cũng đã là ngày mùng mấy của cái tháng 2 rồi, cho nên là tôi đã làm bị trễ video, cho nên tôi sẽ tranh thủ nói cho thật nhanh để cho hết video, và tôi sẽ làm thêm cái video cũng của tháng 2 nữa để kịp đăng lên cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi nhé. Rồi bây giờ là tại video này nó quá gấp cho nên tôi sẽ không bao giờ giải thích nhiều, và tôi sẽ nói một cách ngắn gọn, đó là trong cái tháng 2 này chúng ta có 3 ngày tốt để chúng ta có thể lập mái, lên tầng lầu hoặc là thả đòn tay hoặc là thượng lương hoặc là lập mái. Đó. Thì đó là ngày mùng 4 tháng 2, ngày 12 tháng 2 và ngày 26 tháng 2 các quý vị. Các quý vị cần lấy giấy lấy viết ghi lại nha. Ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021, ngày này là ngày Quý Hợi, nó thuộc về hành thủy, nó là ngày trực thành. Nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 16 tháng 3 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 16 tháng 3 và ngày âm lịch là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 đó các quý vị. Ngày này bởi vì nó là ngày Hợi cho nên nó kỵ người tuổi Hợi, người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Và nó kỵ luôn người hành hỏa tại vì ngày này là ngày hành thủy, thủy khắc hỏa. Giờ tốt của cái ngày này là giờ Thìn từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút. Từ rồi giờ giờ Mùi từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Rồi giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút. Chắc hẳn là giờ Tuất này không ai dùng đâu. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục qua cái ngày 12 tháng 2 năm 2021. Đây là ngày Tân Mùi, nó thuộc về hành thổ, nó là ngày trực định, nó là thứ tư hàng tuần. Nó nhằm ngày 24 tháng 3 dương lịch. Ngày này á thì nó là ngày ngày Mùi cho nên nó kỵ người tuổi Mùi, người tuổi Sửu và người tuổi Tý. Đó. Và nó có những cái khung giờ tốt, đó là giờ Sửu từ đó là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút. Rồi giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút. Giờ Lộc, giờ Thiên Lộc là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Thì những cái khung giờ này, trong những khung giờ này chúng ta chỉ chọn được cái được giờ Thân và giờ Dậu, tức là từ 3 giờ chiều cho tới 7 giờ tối là hai khung giờ liên tiếp nhau. Đó là chúng ta có thể hành sự trong những cái khung giờ đó. Nhưng mà đa phần thì chúng ta không nên hành sự vào giờ Dậu, tại giờ Dậu là chuẩn bị trời sụp tối, tức là cái âm thịnh dương suy, tức là không còn ánh nắng mặt trời nữa, thì nó sẽ không tốt lắm cho ngôi nhà của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải dùng giờ Thân. Rồi chúng ta lại tiếp tục qua cái ngày tiếp cuối cùng trong cái tháng 2 năm 2021 để chúng ta có thể thượng lương, lập mái, đổ bê tông lên tầng lầu, hoặc là thả đòn tay. Ngày đó là ngày 26 tháng 2 năm 2021. Ngày này là ngày Ất Dậu, nó thuộc về hành thủy, nó là trực chấp, nó là ngày 7 tháng 4 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 7 tháng 4 đó các quý vị. Còn ngày âm lịch là ngày 26 tháng 2. Thì nó là thứ tư hàng tuần. Rồi, ngày này thì bởi vì nó là ngày Dậu cho nên nó kỵ người tuổi Dậu, người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Và ngày này thì nó có những khung giờ là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút là những khung giờ tốt, là giờ Mão. Rồi giờ Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, và khung giờ cuối cùng đó là giờ Dậu từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các quý vị. Thì các quý vị cần lưu ý cái việc mà chúng ta xem ngày lập mái, thả đòn tay, thả đòn dông, thượng lương hoặc là lên tầng lầu, thì các quý vị cần nên tránh những cái ngày như thế này, là tránh ngày tam nương, ngày nghịch kỵ, ngày sát chủ, ngày thọ tử, ngày trực phá, trực thâu, ngày đới, ngày vãn vong, ngày dương công kỵ nhạc, ngày
Thiên thượng hỏa, ngày lôi công, ngày hỏa tinh, ngày thiên tai sát, ngày hung tà ác sát, ngày bát phong. Là khi mà chúng ta tránh những cái ngày đó thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái ngày tốt thật sự để chúng ta có thể hành sự trong cái tháng 2 năm 2021 này. Rồi thì vui giáo xem ngày lập mái trong cái tháng 2 năm 2021 năm Tân Sửu đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra nhiều video hay hơn và bổ hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Giờ chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Chào.